cuộc sống hạnh phúc. Dù đáng đến mấy, bạn cũng nên ăn ngay những loại thực phẩm này bởi chúng là thần dược cho sức khỏe. Theo các chuyên gia y tế, thì tính đắng của các thực phẩm này góp phần tích cực trong hoạt động tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh như tình trạng viêm, suy giảm miễn dịch, bệnh tiểu đường, vân vân. Mướp đắng. Mướp đắng hay khổ qua chứa phyto, thành phần đặc biệt, có lượng vitamin phong phú, giàu khoáng chất và chất xơ. Mướp đắng giúp cơ thể phục hồi sau thai nghén, tiêu chảy, đái tháo đường, rối loạn mắt, rối loạn giấc ngủ, táo bón, các vấn đề hô hấp và giúp tăng sức chịu đựng. Loại quả này cũng làm sạch hệ máu từ bên trong và cho làn da sáng tự nhiên. Rau cần tây. Theo nghiên cứu gần đây nhất của Trung tâm Nghiên cứu Bệnh Tiểu Đường và Bệnh Béo Phì của các nhà khoa học New York, rau cần tây có vị đắng nhẹ, không quá nồng, chưa đến 95% hàm lượng nước. Một cây cần tây chứa khoảng từ 4 đến 5 calo. Tuy nhiên, khi ăn, chúng ta phải mất từ 4 đến 5 calo để nhai nhừ cần tây, cộng thêm khoảng 5 calo để thực hiện quá trình tiêu hóa cần tây. Nghệ. Được biết đến là loại gia vị quan trọng, có khả năng chữa bệnh. Nghệ có vị đắng, giúp thanh lọc máu, ngăn ngừa sỏi mật, duy trì dạ dày, hệ thống tiêu hóa, ruột và gan khỏe mạnh. Măng tây. Hàm lượng dinh dưỡng trong măng tây vô cùng phong phú, có vị mát, đắng dịu, giúp kích thích sự thèm ăn, là trợ thủ đắc lực của hệ tiêu hóa. Ngoài ra, thành phần kali dồi dào trong măng tây giúp lợi tiểu, làm giảm áp lực cho hệ tim mạch, vô cùng có lợi cho những người mắc chứng huyết áp cao hay lượng cholesterol trong máu vượt chuẩn. Theo sách đông y, măng tây có tác dụng thanh nhiệt tiêu đờm, hạ hỏa giải độc, có tác dụng lợi khí, tạo cảm giác thoải mái cho cơ thể. Vỏ cam quýt. Vỏ cam quýt có vị đắng do nồng độ flavonoid cao. Chất chống oxy hóa trong vỏ cam quýt có tác dụng giảm viêm và bảo vệ cơ thể chống lại ung thư. Quả nam việt quất. Quả nam việt quất mọng đỏ đắng, có thể ăn sống, nấu chín, sấy hoặc ép khô. Quả nam việt quất giàu polyphenol và chất chống oxy hóa, giúp cơ thể ngăn ngừa nhiễm trùng do vi khuẩn, tốt cho tim. Cà tím. Cà tím cung cấp nhiều dinh dưỡng thực vật, trong đó có các thành phần như niacin và acid chlorogenic. Nó chứa nhiều vitamin K, đồng, vitamin C, vitamin B6, folate và niacin, rất tốt cho xương. Cà tím giúp cải thiện lưu lượng máu. Ngoài ra, các chất xơ được tìm thấy trong cà tím rất hữu ích cho những người đang cố gắng giảm cân. Cải xoăn. Cải xoăn được gọi là nữ hoàng rau xanh. Cải xoăn rất giàu vitamin E, vitamin C và canxi. Cải xoăn có chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ như carotenoid và flavonoid, giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh ung thư. Nó cũng là loại thực phẩm giải độc hoàn hảo cho gan của bạn. Luôn chắc chắn rằng bạn thêm các loại thực phẩm có vị đắng trong chế độ ăn uống để có một cuộc sống khỏe mạnh. Những tác dụng tuyệt vời của vị đắng cho sức khỏe. Giảm béo. Các thực phẩm có vị đắng cũng đã được chứng minh có thể ức chế sự hấp thụ chất béo, chuyển động glucose thành tế bào mỡ, giảm lượng đường hấp thụ vào cơ thể sau mỗi bữa ăn, ngăn chặn kháng insulin, lưu trữ chất béo và giảm sự thèm ăn một cách tự nhiên. Vì vậy, loại thực phẩm này còn có tác dụng giảm cân hiệu quả. Giúp hấp thụ chất dinh dưỡng. Mặc dù vị đắng ở thực phẩm thường khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, nhưng sự tương tác giữa các thành phần tạo ra vị đắng trong thực phẩm và các thụ thể cảm nhận vị đắng trong cơ thể sẽ kích thích sản xuất axit trong dạ dày, axit dạ dày. Điều này giúp kích thích tiêu hóa và hỗ trợ việc tiêu hóa thức ăn trong cơ thể. Vị đắng có thể kích thích vị giác của lưỡi, gây tác động đến các dây thần kinh vị giác, tăng sự tiết nước bọt, đồng thời cũng gây ra sự tiết dịch dạ dày và đường mật. Sau khi tất cả những hiệu ứng này được kết hợp, nó sẽ cải thiện sự ngon miệng và tăng cường tiêu hóa, rất có lợi để nâng cao thể lực cũng như cải thiện khả năng miễn dịch. Cân bằng vị giác. Theo các chuyên gia dinh dưỡng,
bạn có thể điều chỉnh lại vị giác của mình để thích ứng với các loại thực phẩm lành mạnh bằng cách ăn các loại thực phẩm có vị đắng. Những thực phẩm này có tác dụng cân bằng lại vị giác, từ đó làm tăng sự thèm ăn đối với các thực phẩm bổ dưỡng. Giải độc. Thực phẩm đắng có chứa nhiều chất dinh dưỡng thực vật, được chứng minh có tác dụng hỗ trợ gan, kiểm soát cholesterol, cân bằng nội tiết tố, giải độc máu và chuyển hóa chất béo. Ngoài ra, nó còn có lượng chất xơ phong phú, có tác dụng làm sạch các chất thải lọc qua hệ tiêu hóa, giải độc gan, đồng thời làm giảm các độc tố tích tụ lâu ngày trong cơ thể. Chống lại các gốc tự do và kích thích chức năng miễn dịch. Nghiên cứu tại Mỹ gần đây đã chỉ ra rằng thực phẩm có vị đắng như sô-cô-la đen có thể giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Hầu hết các thực phẩm đắng đều có chứa một lượng lớn vitamin B17, có khả năng mạnh mẽ để tiêu diệt tế bào ung thư. Ngoài ra, các thực phẩm này còn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác tốt cho sức khỏe như beta-carotene cho làn da khỏe mạnh, folate cho một hệ thống thần kinh khỏe mạnh, vitamin K, đông máu khỏe mạnh và phyto, hóa chất giúp giảm viêm. Năm bí quyết của người sành ăn, ai cũng nên áp dụng để khỏe mạnh, giảm bớt bệnh tật. Thói quen ăn uống ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tuổi thọ. Ăn gì để có thể khỏe mạnh, sống lâu luôn là câu hỏi lớn nhất của tất cả mọi người, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, khi mà các loại thực phẩm đều chứa những nguy cơ mất an toàn một cách khá phổ biến và khó nhận biết. Nhiều người sẽ lo ngại trong việc ăn uống, thậm chí không dám ăn nhiều, nhìn vào món gì cũng thấy sợ chứa độc tố, thiếu an toàn, thiếu lành mạnh. Trong khi đó, thực tế khoa học chứng minh rằng việc ăn uống lành mạnh, khoa học và hợp lý là một trong những điều kiện quan trọng để giữ sức khỏe ổn định và tăng tuổi thọ. Tất nhiên, thói quen ăn uống lành mạnh không chỉ giúp tăng tuổi thọ mà còn thúc đẩy giảm cân, duy trì trọng lượng hợp lý, giảm táo bón, cải thiện màu sắc của làn da và đương nhiên sẽ làm tăng chất lượng sống của chúng ta ở mức cao hơn. Vậy, ăn như thế nào để khỏe mạnh, trường thọ? Thứ nhất, không ăn đồ ăn vặt sản xuất công nghiệp. Những đồ ăn vặt có những đặc điểm giống nhau, lượng dầu cao, lượng muối cao, hương vị nặng. Khi bạn duy trì thói quen ăn đồ ăn vặt như vậy quá nhiều và thường xuyên, sẽ dẫn đến sự mất cân bằng dinh dưỡng trong cơ thể, từ đó sức khỏe của bạn sẽ bị đe dọa. Không những thế, việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chết, chứa nhiều chất phụ gia thực phẩm, có thể dễ dàng dẫn đến vi khuẩn đường ruột tấn công, từ đó dẫn đến suy giảm khả năng miễn dịch của con người. Nếu bạn muốn có một tuổi thọ cao và sự khỏe mạnh ổn định, cần phải tránh xa các loại đồ ăn vặt bán sẵn. Thứ hai, không nên chọn bộ phận khi ăn các món ăn, kén ăn. Có nhiều người ăn uống khó tính, ăn cái này không ăn cái kia, lựa chọn phức tạp hoặc chiều theo khẩu vị của mình, trong lâu dài dẫn đến thiếu chất dinh dưỡng. Ví dụ, nhiều người sẽ chọn các loại gạo thật trắng, xay sát ký, nên gần như đã loại bỏ hết những thành phần dinh dưỡng ở vỏ ngoài hạt gạo. Hoặc khi ăn rau thì chỉ ăn lá mà không ăn vỏ hoặc rễ, củ, kiểu tương tự như vậy. Hay có những món ăn gọt bỏ quá nhiều, chỉ ăn bộ phận này mà không ăn bộ phận kia, từ đó tạo thành thói quen kén ăn, thiếu dinh dưỡng. Thực tế, cách làm này thường khiến mọi người mất đi nhiều thứ dinh dưỡng quý giá. Các chất dinh dưỡng không đủ cung cấp cho cơ thể thì không thể đạt được mục tiêu tuổi thọ mà bạn mong muốn. Các chất dinh dưỡng quan trọng như chất xơ, vitamin và khoáng chất, v.v. là một trong những thực phẩm đặc biệt quan trọng. Vì vậy, đừng từ bỏ các chất dinh dưỡng này ra khỏi chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Và mỗi lần ăn uống, nên tìm kiếm và sử dụng các thành phần thực phẩm tốt nhất. Thứ ba, nên ăn nhiều thực phẩm theo mùa.
Nguyên tắc cơ bản của chế độ ăn lâu dài là chọn các nguyên liệu tự nhiên và theo mùa nhất để ăn. Dân gian quen gọi là mùa nào thức nấy, chọn thức ăn thuận mùa để ăn, không nên ăn thức ăn trái mùa, trái vụ. Ví dụ, vào mùa hè, hãy chọn dưa chuột và cà chua theo mùa. Đây là thực phẩm hiệu quả sức khỏe trong việc thanh lọc cơ thể, giảm nhiệt và bổ sung nước rất tốt. Vào mùa đông, bạn có thể chọn các thành phần thực phẩm như ngưu bàng và củ cải và các món ăn ấm áp để cơ thể được chăm sóc một cách khỏe mạnh nhất. Hơn nữa, việc lựa chọn nguyên liệu theo mùa cũng có thể cho phép mọi người ăn nhiều thực phẩm tươi mới hơn và nhận được nhiều chất dinh dưỡng hơn. Tại sao chúng ta lại không chú ý để ăn theo cách thông minh này? Thứ tư, nên ăn ít đường. Đường hạt trắng thực sự là một thực phẩm nên bổ sung hàng ngày. Nói rằng nên ăn ít đường không có nghĩa là bạn không ăn đường. Bởi đường là thành phần dinh dưỡng thiết yếu mà cơ thể cần, chúng ta nên nhận biết rõ khái niệm ăn ít đường. Nhưng ngược lại, có rất nhiều thực phẩm chứa đường, thậm chí lạm dụng sử dụng đường mà chúng ta không để ý. Nếu ăn quá nhiều đường trắng, có thể dẫn đến việc hấp thụ quá nhiều năng lượng, từ đó có thể gây ra các bệnh liên quan đến lối sống. Chúng ta không nên sử dụng thường xuyên các thực phẩm chứa nhiều đường như các món tráng miệng, đồ uống, đồ ăn nhẹ và những món ăn sử dụng đường trắng làm nguyên liệu. Thứ năm, nên ăn nhiều thực phẩm lên men. Các thực phẩm lên men có chức năng quan trọng trong quy trình tiêu hóa và hấp thụ của chúng ta. Natto, hạt đậu lên men, sữa chua, vân vân. Những thực phẩm lên men này cho phép mọi người ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả hơn dưới sự lên men của vi sinh vật. Đặc biệt là chất xơ có trong rau quả cũng có thể giúp sinh sản vi khuẩn có lợi trong ruột và điều chỉnh chức năng của đường ruột, thay đổi môi trường bên trong đường ruột, từ đó làm tăng cường khả năng miễn dịch của con người. Do đó, ăn nhiều thực phẩm lên men sẽ giúp cơ thể con người khỏe mạnh và là nền tảng giúp chúng ta có thể có cơ hội tốt để sống lâu hơn. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.